Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 34. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi hết. Khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Môi-se bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước. Dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng? Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng, ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong 7 ngày như ta đã truyền dặn ngươi, vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuột một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuột nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuột các con trưởng nam mình, và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ vậy. Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ, và cuối năm giữ lễ mùa màng. Thường năm 3 lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần, thì sẽ chẳng ai tha muốn xứ ngươi hết. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men. Thịt của con sinh về lễ vừa qua chớ nên giữ đến sáng mai. Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sinh sản vào đền Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó.
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se, thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Môi-se bèn gọi họ. A-rôn cùng các hội trưởng đến gần, rồi nói chuyện cùng họ. Kế sau, cả dân Israel đến gần, người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Sinai. Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt Môi-se, thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Chương 35. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: Đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày Sa-bát, chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Môi-se nói cùng cả hội chúng Israel rằng: Đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta. Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ephod và bảng đeo ngực. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn: đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đoàn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đoàn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ sông hương cùng đoàn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn cửa đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đoàn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt Môi-se. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược, đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Và hễ ai có cây si tim nơi nhà mình, dùng hiệp về các công việc tế lễ, đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo, thì chính tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo, thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ephod và bảng đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động,
xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Mô-sê, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy. Mô-sê nói cùng dân Israel rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ, và cũng đồng ban cho Oholiab, con của Ahisamac trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Chương 36. Bết-sa-lê-ên, Oholiab và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đặng làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vậy, Mô-sê bèn gọi Bết-sa-lê-ên, Oholiab và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động xui mình đến gần, đặng làm công việc. Trước mặt Mô-sê, họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến, để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình, đến nói cùng Mô-sê rằng: Dân sự đem đến dư bội phần, đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo lệnh truyền của Mô-sê, họ bèn đi rao từ trại quân rằng: Bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa. Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết, vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đổi còn dư lại nữa. Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạm. Mỗi bức màn đều dài 28 thước, rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi 5 bức màn dính lại nhau, thắt vòng bằng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho triên của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì. Họ thắt 50 vòng theo triên của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng theo triên bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì, các vòng đối nhau. Đoạn chế 50 cái móc bằng vàng, móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Kế đó, họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bong trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra, thắt 50 cái vòng nơi triên bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi triên bức ở đầu của bức nguyên thứ nhì, làm 50 cái móc bằng đồng, móc bức bông hiệp lại thành một. Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng dây chiên được nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Họ dùng ván bằng cây si tim làm vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, 1 thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có 2 cái mộng liên nhau. Cả ván đền tạm đều làm một cách. Vậy, họ làm ván cho đền tạm 20 tấm về phía nam, dưới 20 tấm làm 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng để chịu 2 cái mộng. Họ cũng làm 20 tấm ván ở phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Về phía đằng sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm 6 tấm ván, và về hai góc sau thì làm 2 tấm ván. 2 tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. 2 góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc
dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Họ làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim, cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạm, 5 cây xà ngang khác về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm cây xà ngang giữa, đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng vàng, đặng xỏ xà ngang qua và bọc vàng các cây xà ngang. Họ lại chế một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn, theo hình cherubim cực xảo, rồi làm 4 cây trụ bằng gỗ si tim bọc vàng, cùng đinh bằng vàng, đúc 4 lỗ trụ bằng bạc cho mấy cây trụ đó. Họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ấy là một công việc thêu thùa. Họ cũng làm 5 cây trụ cùng đinh, rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông, còn 5 lỗ trụ thì bằng đồng. Thư Corinto thứ nhì, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ cùng người anh em chúng ta là Timôthê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Corinto và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy, chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này. Nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi, và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là, chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedon, lại từ Macedon trở về nơi anh em. Tại nơi đó anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định? Đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì chăng vậy. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Silvan và Timôthê đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu,
nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Chương 2. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Và ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là tiếp nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ. Chương 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy, chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình
được vinh hiển hơn bội phần. Và lại, cái đều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ánh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Thi Thiên 13. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng? Kẻo kẻ thù nghịch nói rằng ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi siêu tỏ. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.